Chào học, chào các bạn. Hôm nay chúng mình cùng học tiếp bài số 6 trong loạt bài về vận dụng bộ thủ để nhớ được hán tự. Chữ hán đầu tiên chúng ta có từ khoảng, hán Việt là hoàng, ý nghĩa là màu vàng. Chữ hoàng, các bạn có thể quan sát phía bên trái là dạng giản thể của chữ và phía bên phải là dạng phồn thể của chữ. Chữ hoàng này là một chữ chỉ sự, mô tả một người đàn ông ốm yếu với cái bụng sưng phồng đang ngẩng đầu lên, và đây là triệu chứng của bệnh gan. Thêm một dấu hiệu nữa là đi kèm với cái bụng chướng, đó chính là màu da của người bệnh. Nước da sẽ có màu vàng. Về nguồn gốc của chữ hoàng, cho đến nay thì vẫn có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, quan điểm trên về nguồn gốc của chữ hoàng thì được nhiều học giả tán thành hơn cả. Chữ hán tiếp theo chúng ta có từ hủa. Hán Việt là hoạt, ý nghĩa là hoạt động, sống. Chữ hoạt là một chữ hội ý. Phía bên trái có bộ thủy và bên phải có chữ thiệt, cái lưỡi. Từ xa xưa, khi tri năng về chức năng của các bộ phận trong cơ thể, người ta đã phát hiện ra rằng lưỡi là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc nói năng. Trong tiếng Việt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn có câu: "Uống lưỡi cứu diều mà sĩ mắng triều đình", còn dân gian thì có cách nói "miệng lưỡi thế gian" hay là "uống ba tấc lưỡi". Những cách nói này đều thể hiện sự tri nhận của con người, nhận thức của con người đối với vai trò của cái lưỡi. Chữ thiệt có thêm 3 chấm thủy, hợp lại thành chữ hoạt, có nghĩa là sống. Điều đó đã thể hiện sự khẳng định vai trò của nước đối với sự sống. Ngày nay người ta có thể nhịn ăn hàng tuần, nhưng không thể nhịn uống quá 3 ngày. Mặt khác, khi quan sát hoạt động nói năng của con người, ta thấy rằng khi nói, lưỡi phải thật sự linh hoạt. Nước bọt cần phải tiết ra, đủ để cho hoạt động phát âm diễn ra bình thường. Còn người già khi đau yếu, miệng khô, lưỡi cứng, ấy cũng là lúc không thể nói được nữa. Dân gian ta gọi là cấm khẩu. Chữ hán tiếp theo đó là từ xuể. Hán Việt là học, ý nghĩa là học tập. Phía bên trái ta quan sát thấy dạng giản thể của chữ, và phía bên phải là dạng phồn thể của chữ. Chữ học trong giáp cốt văn bao gồm 3 bộ thủ tạo thành. Bộ thủ thứ nhất ta thấy bàn tay người xòe ra, bao lấy bộ thủ thứ hai. Và bộ thủ thứ hai này đó là chữ hào, với hình dạng giống như 4 que tính đan vào nhau. Hai bộ thủ này hợp lại thể hiện ý nghĩa đó là dùng tay để làm phép tính. Bộ thủ thứ ba đó là bộ miên, hình ảnh giống như một cái mái nhà. Và cả 3 bộ này ghép lại thì thể hiện ý nghĩa dạy người làm phép tính trong nhà. Đến chữ kim, chữ triện và chữ khải, 3 bộ thủ này vẫn còn tồn tại. Có điều ngoài 3 bộ thủ này thì còn có thêm một bộ thủ thứ tư, đó là bộ tử, có nghĩa là con, ở bên dưới bộ miên, mái nhà. Điều đó chứng tỏ rằng việc học phải được tiến hành từ sớm. Môi trường học đầu tiên là từ gia đình, cha mẹ là người thầy, còn con là người học trò. Việc học của con cái phải được tiến hành từ khi đứa trẻ mới ra đời. Việc học bắt đầu đó là sự mô phỏng, khi đứa trẻ bắt chước người lớn để khám phá thế giới, hòa nhập cộng đồng. Mặt khác, học giả Tiêu Khởi Hồng lại có cách lý giải hơi khác một chút. Đó là chữ cửu, thể hiện ý nghĩa đứa trẻ vừa mới mọc răng. Các bạn có thể quan sát thấy chữ cửu ở trên đầu của chữ xuể, dạng phồn thể của chữ. Điều này thể hiện rằng việc học, việc dạy dỗ phải được thực hành khi đứa trẻ vừa mới nhú răng. Còn chữ hào là biểu tượng văn tự từ đời cổ. Điều đó có nghĩa là giáo dục từ vỡ lòng phải được bắt đầu bằng việc dạy chữ. Kết hợp với 2 bộ phận còn lại thì thể hiện rằng ý nghĩa của việc học đó chính là quá trình tất yếu, giúp cho trẻ có thể từng bước mở mang trí tuệ. Và cho dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì học cũng là việc mà người Trung Quốc xưa nay rất coi trọng. Chữ hán tiếp theo đó là từ hụ. Hán Việt là hổ, ý nghĩa là hổ, cọp, hùng. Chữ hổ trong cổ văn vốn là một chữ tượng hình. Ở giáp cốt và kim văn thì chữ hổ là hình tượng một con hổ đang nhe nanh múa vuốt. Con hổ có đầy đủ đầu, thân, 4 chân và phần đuôi. Diễn biến của chữ hụ, hổ về sau này thì là sự kết hợp của bộ hô và bộ nhi. Hô vốn là một chữ tượng hình, miêu tả những vằn vện trên mình con hổ. Đây là một nét đặc trưng nhất để phân biệt hổ với các loài thú ăn thịt khác. Hổ
còn là biểu tượng của uy vũ, của sự dũng mãnh, như trong các từ hổ uy, hổ tướng, hổ trướng, vân vân. Sách Luận Ngữ kể rằng Khổng Tử khi đi ngang qua núi Thái Sơn, nghe có tiếng đàn bà khóc lóc thảm thương, bèn cho Tử Lộ đến hỏi nguyên do. Tử Lộ đến hỏi: "Bà khóc lóc thảm thiết thế kia chắc có chuyện đau buồn." Người đàn bà đáp: "Cha chồng tôi bị hổ vồ chết, chồng tôi cũng bị hổ ăn thịt, nay con trai tôi cũng bị hổ vật chết luôn, sao mà không khóc lóc thảm thương cho được?" Khổng Tử nói: "Thế sao bà không dời đi chỗ khác ở?" Người đàn bà đáp rằng: "Chính quyền nơi đây không hà khắc, quan rất thương dân." Khổng Tử bèn quay sang nói với chúng đệ tử rằng: "Các trò nhớ lấy, chính trị hà khắc còn dữ hơn là cọp dữ nữa." Chữ Hán tiếp theo đó là từ khu, Hán Việt là hộ, nghĩa là cửa một cánh, hay là nhà, hoặc là gia đình. Chữ hộ là một chữ tượng hình, mô tả một cửa ra vào chỉ có một cánh cửa. Đây cũng có thể được xem là một nửa của chữ môn. Môn là hình dạng của cửa có hai cánh. Vì cửa là cả lối vào và lối ra của một ngôi nhà, là một bộ phận rất quan trọng trong cấu trúc của ngôi nhà. Vì vậy, nghĩa rộng của chữ hộ ấy là nhà, như trong từ hộ khẩu. Hay chúng ta cũng có thêm một số thành ngữ khác, chẳng hạn như là thiên gia vạn hộ, ấy là chỉ chung dân chúng với ngàn vạn nóc nhà, muôn ngàn nhà cửa. Thành ngữ gây đau khổ nhất cho các cặp trai gái yêu nhau từ đời xưa đến nay, đó chính là thành ngữ môn đăng hộ đối, ấy là hai nhà có cửa ngõ ngang bằng với nhau, tức là phải cùng giàu hay cùng quyền thế như nhau, nếu không thì không thể làm xuôi với nhau được. Ngoài nghĩa là nhà ra thì từ hộ còn có nghĩa là hệ phái, bộ tộc hay phe nhóm nào đó. Nếu các bạn có đọc qua tiểu thuyết Võ Hiệp của Kim Dung thì chúng ta hay thấy từ thanh lý môn hộ, có nghĩa là làm sạch môn phái, tức là giải quyết vấn đề rắc rối riêng của nội bộ một môn phái đó mà người ngoài không thể can thiệp vào được. Tiếp theo chúng ta chuyển sang từ khuỷu, Hán Việt là hồi, nghĩa là về, trở về. Chữ hồi ở cổ văn, giáp cốt và kim văn, ấy là một chữ tượng hình miêu tả hình ảnh một vòng xoáy. Vòng xoáy này sau đó được thay thế bằng hai hình vuông lớn nhỏ lồng vào nhau và bắt đầu từ thể triện văn. Chữ Hán tiếp theo đó là từ khuôn, Hán Việt là hôn, ý nghĩa là tối, mờ. Chữ hôn là một chữ hội ý với kết cấu trên dưới, bao gồm bộ thị, họ, có nguồn gốc đó là hình ảnh của một người đàn ông đang cúi đầu, và bộ nhật mặt trời. Chữ hôn này có cùng nguồn gốc với chữ đê, thấp. Và chữ hôn trong quá khứ thì được sử dụng để mô tả một cái gì đó ở vị trí thấp. Khi mặt trời xuống quá thấp thì sẽ gần với đường chân trời, ý chứng tỏ trời đã sẩm tối. Từ hôn cũng được dùng để chỉ sự tối tăm, mê muội như trong từ hôn quân, khuân chuyên. Ngoài ra, ngày xưa thì cưới xin cứ đến tối người ta mới đón dâu, cho nên gọi là hôn lễ, khuân lị. Sau thì đổi sang dùng chữ hôn, có thêm bộ nữ ở đằng trước. Và chuyển sang chữ Hán tiếp theo, từ này đồng âm cũng đọc là khuân. Hán Việt là hôn, nhưng có ý nghĩa là cưới, lễ cưới, giống như là phần cuối cùng của từ vựng trước đó mà chúng ta vừa mới được quan sát. Chữ hôn của bộ nữ này thì xuất hiện trong thời kỳ mang dấu tích của tục cướp hôn. Chữ hôn này thì có cấu tạo gồm có bộ nữ đứng trước và chữ hôn trong hoàng hôn đứng ở phía sau. Hoàng hôn ta gọi là hoảng huân. Trong lễ ký cũng ghi chép về tục cướp hôn rằng hôn lễ không chúc mừng, nhà gái đêm đến không tắt đèn vì lo phải chia ly con gái. Nhà trai 3 ngày không cử nhạc lên đình để giữ bí mật tránh nhà gái đề phòng và vì còn nghĩ đến việc nối dõi. Chuyển sang chữ Hán tiếp theo, chúng ta có từ hủng, Hán Việt là hồng, ý nghĩa là màu hồng, màu đỏ. Ở phía bên trái là dạng dẫn thể của chữ và phía bên phải là dạng phồn thể của chữ. Chữ hồng là một chữ hình thanh với kết cấu trái phải, trong đó bộ mịch, ý nghĩa là sợi tơ, đóng vai trò biểu nghĩa của chữ, gắn liền với văn hóa dệt nhuộm của người xưa. Màu đỏ tươi sáng từng là màu sắc mà con người chú ý đến đầu tiên. Ban đầu thì con người thường dùng màu sắc của vật để biểu thị màu sắc.
Và sau khi ngành dệt may đã phát triển, thì nhuộm còn là phương pháp chủ yếu để tô màu cho vải sợi, vải gai. Những người tạo chữ đã lấy làm căn cứ để cấu tạo một cách có quy định các chữ chỉ màu sắc. Chữ hồng chỉ màu sắc trung gian, tức là màu sắc tương giao giữa màu trắng và màu đỏ, tương tự như màu hồng ngày nay. Người xưa thì không cho nó là màu sắc chính, mãi đến đời Đường thì từ khủng mới thực sự chuyển sang ý chỉ màu đỏ. Và cuối cùng chúng ta có từ khửa, Hán Việt là hợp, hạp, hiệp, ý nghĩa là hợp lại, gộp lại, hợp lý. Có người phân tích chữ hợp này bao gồm bộ nhân, bộ nhất và bộ khẩu. Chúng ta có bộ nhân, bộ nhất và bộ khẩu, tức là nhiều người cùng chung một tiếng nói hay quan điểm thì đó được gọi là hợp. Cách giải thích này hợp lý, nhưng trên cơ sở tìm hiểu nguồn gốc của chữ Hán thì từ hợp, từ thuở ban sơ có ý nghĩa hơi khác một chút. Chữ hợp ban đầu có hình ảnh của cái chum, cái vại đang được đậy nắp lại. Ta xem hình ảnh của giáp cốt văn, kim văn, triện văn thì ta sẽ thấy rõ. Chúng ta chỉ đậy được nắp lại khi cả nắp và chum có cùng kích cỡ và ăn khớp với nhau. Giống như ta vẫn hay nói rằng nồi nào vung nấy. Cho nên từ khửa, hợp trước tiên có ý nghĩa là vừa vặn hay ăn khớp. Mặt khác, chum hay vại còn được sử dụng để chứa lúa gạo, hay nói cách khác là tập hợp lúa gạo lại, để cho chúng ta có thể tiện bề sử dụng, cho nên còn có ý nghĩa là tụ lại hay là họp lại. Có một câu chuyện về chữ hợp như sau. Dương Tu là quân sư của Tào Tháo, là một người rất thông minh và mưu lược, nhưng mà có phần hơi ngạo mạn. Rất nhiều lần ông đã vượt tài chủ của mình. Có một lần nọ, người ta đem tới tặng cho Tào Tháo một hộp bánh. Tào ăn thử một miếng thì khen ngon, rồi viết lên hộp bánh chữ Y khửa su nhất hộp tô, có nghĩa là một hộp bánh. Dương Tu thấy thế thì đem bánh ra chia cho lính mỗi người một miếng ăn chơi. Tào Tháo biết thế tức lắm, nhưng vì quý trọng người tài nên hậm hực hỏi Dương Tu tại sao lại làm như vậy. Dương Tu trả lời: Ôi chủ công của tôi, ngài viết lên trên hộp bánh đó là mỗi người một miếng thì tôi làm sao dám trái lệnh. Lý do là trong tiếng Hán, chữ y khửa su nhất hộp tô thì có thể được phân tách thành y rẫn y khẩu su nhất nhân nhất khẩu tô, có nghĩa rằng khi ta bỏ cái mũ của chữ hộp xuống thì sẽ trở thành chữ nhân và chữ nhất, có nghĩa là mỗi người một miếng. Cũng kể từ lúc này, Tào Tháo đã bắt đầu cảnh giác với Dương Tu. Bài học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Nếu các bạn thấy bài học hay và hữu ích thì đừng quên like, subscribe kênh và chia sẻ để bạn bè cùng xem và cùng tìm hiểu về cội nguồn, cũng như là những chuyển biến của chữ Hán qua bao đời nay nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. 再见!